Hoàng Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị nha. Nếu không đầu cúng thì cô lễ lại ở đây, còn đầu cúng mình đem vô mã. Tại có anh Nêu, anh Nêu anh không có ăn đồ cúng. Anh Nêu anh không ăn cứng cơ. Hello em trai nha. Năm mới vui vẻ nha em. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay cô nghỉ bán hả cô? Ôi, ở chùa cái ghi ra cho. Cho anh Nếu ngồi đây đi. Cô đem lên, cô hỏi có ai ăn đồ cúng không ăn là cô chùa ghi hết. Rồi, cô tặng ghi hết. Để ghi mượn. Để em đi trọng lít cái đồ cắt. Rồi, nhỏ máu quýnh lắm vậy là... Rồi, chị Khiên ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, chị Khiên đi vòng đường này mới được. Chết rồi, chứ em thấy. Ủa sao? Ủa, anh Nêu mới đem lại luôn ha. Nêu mới đem lại cúng hả? Ở đây là cúng mâm cúng gì mình cúng dùm cô Hương Trần ha. Mâm lẩu luôn. Rồi đi vòng qua kia giờ mà tới cô đem bánh tét lại nè, quá trời luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, bông rồi bánh nú rồi. Áo vàng rồi bập chị Hương. Tại rồi hôm nay tính nóng võ công cao nè. Đó, sáng giờ cũng đồ bập hoài nè. Cái đó rồi không có cái mâm nữa nè. Không có cô, có cái bàn cúng hết rồi cô. Đang cúng rồi. Thỉnh của anh xuống cũng đâu cũng phải dùng chứ. Đừng làm vậy tội. Đây. Cái này phải đợi bằng lớn anh ơi chứ bạn không qua thấy đẹp trai. Nhỏ cho phải quy động phải năm. Đó, thấy không? Khen đẹp trai kìa. Rồi rồi, thấy rồi chưa rồi. Không. Chưa rồi. Cô ngồi bên đó cô. Đẹp trai không cô? Đẹp. Đẹp trai. Con nói chứ con chắc không nào vậy? Đúng rồi, hôm nay anh lại phải mặc bộ đồ như qua nữa. Hôm nay rằm mà. Đây. Đúng rằm phải mặc. Đúng rồi, em mặc ngộ nữa mới đúng á. Dạ. Một cái bánh tét luôn kìa. Anh Nêu là không ăn. Đó, anh Nêu là không ăn đồ cúng, cô biết tính từng người luôn. Dạ, anh thích ăn món gì đừng biết để không có công đổi lại nữa. Cái này là bánh gì đây cô? Bánh tét mặn, đậu mỡ. Đậu mỡ anh ăn được không? Ăn chay mô Phật. Ăn chay hả? À, đúng rồi. Con hôm nay cũng ăn chay luôn. Con lấy một đòn thôi, không lấy cái mặn. Con ăn con để 8 ngày con bỏ cho mấy ăn chuối không? Con thì con ăn một miếng vẫn cho người ta nữa hả? Ăn chuối không? Ăn chuối không kìa? Không, con ăn miếng này được rồi. Con lấy cái này chay đậu đen nhưng mà có chuối. Ok kìa. Rồi ngon. Con ăn rồi được rồi. Thấy không, chút xíu nữa mà em mấy rồi em hỏi là gì rồi đó. Wow. Ít ăn lắm. Đúng lên đây cũng được chứ hả? Đó, trời đẹp đó. Chắc lên đây là ngon lành luôn. Bình tán luôn. Đậu cúng, cái này cúng mâm. Dạ. Cái này à? Cái này bún. Không, bún cho cậu. Bún là phải chay. Chay. Bún này ăn chay, bún dạ. Tương. Bún tương hả? Chỉ mình vô cái mâm cái. Còn bánh tét mặn là mình cúng sao cô? Đất mặn có mặn có chay. Ý là mình cúng đất đai hay sao cô? Cúng cho chú hai đòn chay đi. Hai thằng trai ha. Đúng rồi cô, hôm nay gầm nè cô. Gầm cúng. Cái này là chuối. Chuối là đòn xanh. Chai là được đúng luôn á. Cái này có tô đi mua tô. Ủa lên đó. Mua đi. Hôm trước má tô của cô Lý hết rồi hả? Cô Lý mua bài hết rồi hả? Để lấy tiền mua cho nè. Đấy. Để mẫu một lá ấy có 10.000 à. Lóc ừ. Lóc tô có 10.000 à. Mẹ nó tiền nè. Lóc tô có 10.000. Đó cô. Thì anh cứ mua đi chút xíu cô. Cô cứ mua đi, mua đi lát nữa. Dạ tụi con lấy cái quỷ rồi con mua cũng được. Hả? Đây là nước tương dưa. Dạ. Bà hủ bút hầm. Dạ chiên đâu á. Đâu bánh tráng rồi cô chú. Chú phải ăn bánh tráng lại luôn. Có bánh in nữa hả gì cô? Bánh in nữa. Cô có sao cô thấp nữa không? Quý cô chú anh chị. Bánh in. Cô tưởng Hương đi chùa bà rồi chứ. Đâu có. Dạ. Bữa nay chùa bà đông lắm á. Đông lắm đi cũng được đâu. Lát em cũng đi chùa chứ, có lúc tầm đi chùa. Không bán suốt luôn, không mới đi bán về hồi 8 giờ là đi sửa sạn đi đây luôn đó. Cô bán gì cô? Dạ.
bỏ bánh đi. Ôi, còn ngày bán bún rồi hả? Bán hết thanh niên đó. Dạ. Rồi đầu năm thì gói bánh bán mấy trăm ký nữa nha. Bán bún. Của năm nay riêu phở. Phở hả? Phở bò. Phở bò. Bán ở đâu lần chợ cô cũng bán không? Ngày có thì bê. Cô còn bán bánh uống. Bánh uống này cô làm theo mùa. Bánh uống dạ. nước cho gì? Tí mùng năm mà coi bánh uống nước cho. Dạ. Dặm bảy thì gắm cắp cúng cho người ta. Dạ. Tết ngồi bánh tét. Ồ vậy có bán theo mùa hả? Rồi mấy tháng là tháng 3 của con của mình á. Tháng 3 tháng 4 là hay cúng nhiều cô gói bánh này cô cúng rồi bán được hết. Hả? Mấy bánh này cô bán mấy ngày ta cúng á. Ừ. Chứ lại người ta đặt á. Ta đặt bữa nay dặm đi ta đặt nhiều lắm. À chai. Mấy chục lần chai, mấy chục lần chuối. Bỏ xong mà mới về đi lên lên vũ lên. Trời ơi coi mấy đứa đẹp ghê mà không có lên được. Nó làm phải 15 viên phải đi. Đi lên xuống đi xong mà về còn làm nữa đó. Tối nay làm tới sáng luôn á. Bán nhà cô gói ngon lắm á nha. Cái này cô gói là nhà cô bán nhà, luôn. Gói bán luôn. Nó món. Mỗi 50 ngàn rồi. Vậy là cô bán tầm giá bao nhiêu? Còn là 50 ngàn á. Ôi ơi con gái. Con bị bán quyền con gái. Con nhỏ nhỏ lên cho chú nghe con. Lướt qua đi. Lướt qua nhỏ lại mấy nhỏ này. Đứa nào cũng chơi game hết. Cái này là cái này là chuối. Biết ai không? Biết ai không? Biết bé này ai không? Liên quân mới ghê chứ. Biết bé này ai không? Không. Trai đậu đen. Không biết hả? Cháu làm mặn. Cháu ai? Làm ba trộn. Con đây. À, giống như con bé ấy giờ bên nát này đúng không? Bên nát rồi. Nội. Con nát được chứ hả? Đó, con ai? Giống đầu con Tâm. Thì Tâm mà mẹ con đâu? Mẹ con đây. Anh Thanh là con gì hả? Không biết luôn á trời. Con của mình là bớt hả? Mẹ con đâu? Trời ơi, nãy giờ anh cứ tưởng đâu là nó là con của cái bà con nhà bên bán đó. Con của bà bên bán. Ừ. Bố coi Di Minh với lại. Cười chứ. Ủa nãy giờ không biết hả? Không biết thiệt. Anh cứ gặp nó lần nào không? À, chưa biết lần nào. Bố chơi nhặt anh về quê rồi tụi em anh sẽ nhặt nó, nhớ không? Đúng rồi. Ở Cà Mau, ở Cà Mau con. Trời ơi, mấy ngày mới điêu luôn á. Cười nêu quá. Con ai mẹ con đâu rồi? Ông nội đây. Trả lời cho mẹ con nè. Cười chứ. Con có Tiền Tiên nha cô chú. Ủa mẹ đây. Mẹ đó đó. Con chào chú yêu. Chú Niêu. Ờ làm như đợi. Mẹ con đâu rồi con? Mẹ con biết đâu. Tưởng mẹ là cái bà quét rác. Coi sinh nhật con nha. Con là cái thằng quét rác kia hả? Thì đó, bữa đó sinh nhật là anh Niêu về quê. Sinh nhật không gặp. Rồi biết đâu. Con có con đây con ngay. Cũng làm sinh nhật nữa nè. Sinh nhật Di Minh. Nhớ con. Không sinh nhật cơ của con không à? Tưởng là hai chị em chứ, tưởng hai chị em nó. Dạ chứ đâu phải con. Còn đứa nữa hả? Còn mấy đứa? Coi kìa con các bạn nó có cái bình bông khổng lồ nhìn đẹp kìa. À, bằng bông cuốn của 120 mà bình bông 200. Bình bông nó cuốn tí hôm qua đúng không? Tí hôm qua. Kia hôm kia. Kia đó, hôm kia. Bữa nay là bạn thứ ba rồi. Đó. Cái bình bông mà thấy bông không à? Thôi giờ mình thỉnh cái của anh xuống đây, của anh lâu rồi đó. Mình đi đường nào mình đi vòng rồi kia mà mình cho sao? Của Niêu này mới cúng đây. Không có đợi tí xíu cũng được. Phút rồi đi. Ừ, cũng được. Đợi anh dạ. Đợi anh Ngọc anh vô rồi mình là mình thỉnh hết luôn. Ừ đúng rồi. 15 phút là được đó. Thôi để lâu lâu đi mấy con leo 15. À con một mâm bánh tét luôn quý cô chú vậy chút xíu là mình cắt ra một đòn gì đó. Mình cắt ra một đòn gì cũng được. Tượng trưng. Đó, cắt ra một đòn. Còn như đây là bún chai tàu hũ quý cô chú anh chị. Rất là hoành tráng luôn. Cũng đi, ha. Hôm nay gặm là chúng muốn hoành tráng luôn quý cô chú anh chị. Thôi à, Di Minh cũng xin cảm ơn cô ha đã hỗ trợ cúng gầm cho chú Vũ Linh rồi món con trai. Thì hôm nay là Di Minh cũng cúng một mâm cơm lẩu chay quý cô chú anh chị. Đó, anh Niêu cũng cúng một bàn bên đây. Đó. Đây là của chị cô Hương Trần ở Zalo Hương Trần. Còn đây là của ai anh? Đây có chị ở Bình Chánh. Chị ở Bình Chánh ha. Chị cúng. Thì một lần nữa là rất là cảm ơn cô chú anh chị đã hỗ trợ cho mấy anh em ở đây để là cúng cho chú Vũ Linh những cái bàn cơm chay cho tất cả những hương linh đây được hưởng ké ở
ở chung ở ngôi mộ chú cũng được, chú cũng được cái phước đó báo, và cũng với mình cũng xin nguyện giái với là ông vợ trong ngoan được là giảng sanh về miền Cực Lạc, và với mình cũng hồi hướng công đức cho cô Hương Trần gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc ha. Bây giờ thì mình xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.